Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu rất hay của tập đoàn Nguyễn Thành Bảo và Nam Phân Công Tử Lại Liên Huynh diễn ra ngày trưa hôm nay 11 tháng 12 2022 giải cờ tướng Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Mời các bạn xem trận đầu tiên, Lại Liên Huynh cầm đen thủ hậu gặp Lê Văn Quý của Bà Rịa cầm đội Liên Tiên. Mời bạn thưởng thức.将军。
将军。Chơi đến đây thì Lê Văn Quý cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Nguyễn Thành Bảo cầm đen thủ hậu gặp Nguyễn Hoàng Lâm cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức. Chơi đến đây thì Nguyễn Hoàng Lâm cảm thấy lép nặng nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.